hôm nay ngày thứ hai Hà Nội đón gió mùa, đúng dịp cuối thu tiết trời đã se se lạnh, thiếu nữ xuống phố đã khoác chiếc áo khoác nhẹ. Buổi trưa, trong quán bia trên con phố Hồ Tây vẫn khá đông khách uống bia, thứ bia hơi Hà Nội. Bia hơi Hà Nội, cụm từ này có từ rất lâu rồi, giống như phở Hà Nội. Bia hơi Hà Nội thành thứ đồ ăn, thức uống khác biệt, quốc hồn quốc túy của người Hà Thành. Người Hà Nội uống bia hơi, thưởng thức bia hơi, không ai nhậu bia hơi. Khách bốn phương đến Hà Nội tìm đến bia hơi. Bia hơi là thứ đồ uống người Hà Nội vẫn thường mời đãi bạn bè. Thành thói quen, người Hà Nội không chỉ uống bia vào mùa nắng nóng để giải cơn khát, mà quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông. Như hôm nay, cuối thu gió mùa se se lạnh, người Hà Nội vẫn thư thái thưởng thức bia hơi. Xin kính chào quý vị. Phải nói rằng giữa một tiết trời thu Hà Nội như mấy ngày hôm nay, bốn mùa diễn ra trong một ngày thì tôi nghĩ rằng nhìn những hình ảnh, những cốc bia vừa rồi thì chắc chắn sẽ có nhiều người có chung một cảm nghĩ là phải chăng tuyệt vời hơn lúc này chúng ta được sở hữu một cốc bia hơi mát lạnh trong một buổi chiều thu se se lạnh, thêm vào đó là một đĩa lạc hay là vài cây nem chua như những gì mà chúng tôi đang thấy thì thực sự sẽ là một bữa tiệc đặc sản hàng ngày của người Hà Nội được không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, cũng đã có những câu hát rất sáng tạo được lưu truyền, đó là dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ bia hơi Hà Nội. Những câu hát rất là vui đúng không chị Thúy? Và quả thật rằng với những ai mà có sở thích uống bia thì những ngày mà tiết trời thu Hà Nội như thế này thì sẽ càng làm tăng thêm cái cảm giác thèm uống bia hơi, mà phải là bia hơi Hà Nội ạ. Vâng, thực ra thì tôi thì cũng không phải là người uống được bia cho lắm đâu, nhưng vẫn hay cùng với gia đình nhâm nhi thưởng thức bia như là một thức uống gọi là thư giãn mỗi buổi tối cuối tuần. Và đây ạ, chúng ta có thể thấy nhận thấy là hình ảnh rất là quen thuộc khi chúng ta uống bia, sẽ có lạc này và nem chua kết hợp với nhau thì tôi nghĩ rằng sẽ cho chúng ta những cái giờ phút thư giãn cuối tuần thì sẽ vui vẻ và ấm áp hơn rất là nhiều. Dạ vâng, tôi chắc hẳn rằng tôi cũng như quý vị khán giả sẽ có, cũng như là chị Thúy sẽ có những cái quán bia quen, những cái quán để chúng ta có thể đi thư giãn vào những cái buổi chiều. Tôi thì gia đình tôi thì hay chọn một cái góc quán ở ngã ba của phố để có thể trong cái lúc mà buổi chiều ấy, khi mà mình ngồi uống bia thì mình vừa nhâm nhi và mình cũng có thể nhìn được cái dòng người, mọi người đang đi qua lại, và tôi thấy cảm giác đó rất là chill chill, bởi vì là sau một cái ngày làm việc vất vả từ sáng đến chiều thì cái khoảng thời gian từ chiều đến tối đấy chúng ta được ngồi ở một góc phố và cảm giác rất là thoải mái và thư giãn ạ. Vâng, chả thế như những gì mà chị Trang vừa chia sẻ đấy ạ, thì bia hơi Hà Nội thì dường như đó là một thức uống đại diện cho văn hóa Hà Thành, là một di sản đã có từ trăm năm và với hương vị độc đáo và giữ được sự nguyên bản qua nhiều thế hệ. Và rất nhiều người Việt có thể xính ngoại một chút với những loại bia nhập khẩu, thế nhưng những thức uống đã có từ Việt Nam từ thế kỷ 19 thì thứ Hà Nội như là bia hơi Hà Nội thì lại được lòng hơn cả, nhất là với người dân của thủ đô được không ạ? Dạ vâng, chị Thúy có biết cái thông tin rằng là khi mà bình minh lên ấy, thì là những cái bom bia của nhà máy bia Hà Nội thì sẽ được chuyển đến các quán bia hơi ở khắp Hà Nội, và bia hơi thì cũng đã bén rễ rất sâu vào trong không gian đô thị và trong đời sống cư dân của chúng ta, đến mức rằng chúng ta có thể nói rằng là chúng ta khó có thể hình dung được nếu như một ngày mà cuộc sống của chúng ta không còn bia hơi nữa và vắng bóng đi tất cả những cái quán bia hơi thì sẽ như thế nào? Vâng, chắc hẳn cho chúng ta thì cũng có rất là nhiều người chưa biết lai lịch cũng như là gốc gác của những quán bia trên đất Hà Thành. Kể từ năm 1886 thì Hà Nội đã có thứ đồ uống rất là xa lạ này. Thời đó thì người Hà Nội mới đang còn uống rượu gạo thôi ạ. Và khi đó thì bia đã tham gia vào thị trường đồ uống của người Việt. Và cho tới năm 1892 thì ông chủ người Pháp đã mở một nhà máy bia ở phía nam Hồ Tây, nay là đường Hoàng Hoa Thám. Ở đó thì ông đã khoan được một giếng nước đặc biệt ngọt và không bao giờ cạn. Và đó là lý do hương vị của bia hơi Hà Nội thì khác hẳn với những loại bia khác, không nơi đâu có thể sánh được. Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Năm 1910 thì nhà máy bia đã sản xuất ra 150 lít một ngày với 3 công nhân. Cho đến năm 1926 thì nhà máy bia lại được mua lại bởi Hiệp hội Bia và Đá lạnh Đông Dương. Và họ sản xuất cả bia tươi lẫn bia chai. Và cho đến năm 1957 thì quay trở lại hoạt động với tên gọi là nhà máy bia Habeco, với loại bia đầu tiên là bia Trúc Bạch.
Năm 1960 thì với phương thức bia tươi đầu tiên được ra đời, với thời gian ủ ngắn hơn và cái độ rất là nhẹ thôi thì người ta sẽ gọi là bia hơi. Và người Hà Nội thì vẫn còn nhớ những cái ngày mà chúng ta phải xếp hàng dài trước các cửa hàng mậu dịch để có thể mua bia hơi. Vâng, rõ ràng chúng ta có thể thấy đây ạ, một cốc bia hơi nhìn rất là mát lạnh đúng không ạ? Với cốc bia này thì sẽ có một nồng độ cồn nhẹ từ khoảng 3 đến 4,3%. Vị men thì rất là nồng nàn, thơm nhẹ thôi. Và chúng ta có thể... Vâng, rõ ràng là chúng tôi nhận thấy là sau những ngày làm việc căng thẳng, được thưởng thức một ngụm bia thế này thì cảm giác rất là tươi tỉnh hơn rất là nhiều. Những lớp bọt trắng mịn dường như đã là một dấu ấn của bia hơi Hà Nội, đã chinh phục rất là nhiều người tiêu dùng với một hương vị đặc trưng hiếm có. Và chị Trang biết không ạ, để có được một vại bia thơm ngon này thì cũng phải có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Đặc biệt nguyên liệu để làm nên bia hơi Hà Nội đó là những đại mạch và hoa cúc lông. Và nước nấu bia thì cũng là thành phần quan trọng, và nguồn lọc nước thì cũng vô cùng quan trọng nữa. Đặc biệt là chủng men, đây là một yếu tố đã ghi dấu ấn cho bia hơi Hà Nội. Và người Hà Nội thì uống bia không phải là để say, họ uống để tận hưởng cái thú vui đã trở nên rất quen thuộc, lặp lại mỗi ngày và không nhàm chán. Và người Hà Nội thì uống bia hơi thì không phải là để no đâu quý vị. Một đĩa lạc theo mùa, một đĩa đậu rau củ hay là một chiếc nem chua thôi. Và trong những cái ngày cuối tháng đây ạ, thì người dân thì thường chọn lựa cho mình một con mực nướng. Từ xưa đã vậy rồi, và giờ cuộc sống đã có thể dư giả hơn, và cơ bản đồ ăn kèm thì cũng vẫn như vậy, nhưng vẫn mang trong mình một ấn tượng rất đặc biệt riêng của bia hơi Hà Nội. Dạ vâng, với cách thưởng thức bia hơi của người Hà Nội thì cũng mang đến các cái cảm giác nhẹ nhàng và thư thái thôi, không ồn ào hay là phô trương. Nhiều người thì lại yêu thích bia hơi không phải bởi vì nó là loại bia ngon nhất, mà bởi vì cái cảm giác thân thuộc hay là quen thuộc mà bia hơi Hà Nội mang lại. Vâng, và một điều nữa, tôi nghĩ rằng một quán bia bình dân có thể gắn kết được tất cả mọi người của chúng ta lại với nhau. Uống bia ở Hà Nội có cái khác. Bia hơi của Hà Nội đặc trưng đặc biệt so với bia hơi những vùng miền khác và các loại bia khác. Ở đời sống đô thị mà người ta ngày càng xính ngoại thì bia hơi Hà Nội lại chưa khi nào hết được ưa chuộng. Đó là nơi để bắt đầu những mối quan hệ cũng đủ riêng tư để hớp một ngụm bia và ngẫm nghĩ sự đời. Thực khách có ngay một cốc bia hơi đúng nghĩa trong một không gian đúng điệu, với tiếng khách gọi nhân viên, tiếng cốc va vào nhau lách cách, tiếng xe cộ qua lại ồn ào, tất cả hòa vào nhau thành một không khí rất Hà Nội mà ai đi xa là thấy nhớ. Ta có lỗi với trời thu Hà Nội, và cũng có thể là ta có lỗi với bia Hà Nội, thì mùa thu cho tôi cái cảm giác đó. Và thêm cái cốc bia sòng sánh, chứ kể bia là nó có cái màu vàng đã thay, màu vàng như điệp với trời thu, và đặc biệt với Hà Nội, tinh tế thì có cái văn hóa bia như thế. Và mong rằng cái văn hóa bia ấy nó sẽ thẩm thấu được, chứ không phải nó sâu bồ, vừa uống một bia, vừa uống cả, có thể nói, một cái tinh chất văn hóa Hà Nội. Nếu trà đá vỉa hè là cái thú tranh thủ giờ nghỉ trưa, thì bia hơi lại là nơi để người ta lui đến sau những giờ miệt mài lao động. Hơn cả một cốc bia với vị men nồng nàn, hương thơm dịu nhẹ, màu sắc vàng ươm đặt trên chiếc ghế đầu, người ta uống bia hơi Hà Nội còn để uống cả không gian thân quen. Văn hóa bia hơi Hà Nội nó khác như cái bữa tiệc khác. Đây nó không phải chỉ là cái nơi đến để ăn uống, nó là cái môi trường để giao lưu tới những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người anh em, rồi là những người mà xa Hà Nội lâu năm rồi, nhất là một ngày thu đẹp trời như ngày hôm nay, thì là cái nơi để mà anh em tâm sự, trao đổi. Để nhất là người Hà Nội, cái tiết trời, cái cảnh quan, rồi cái không khí nó tạo cho bạn bè nó cảm thấy nó ấm áp hơn. Từ người dân lao động đến dân văn phòng, nghệ sĩ hay anh xe ôm, ai cũng có thể tấp vào cái quán có treo tấm biển Bia hơi Hà Nội, gọi vài cốc bia vàng tươi sóng sánh để hòa mình vào dòng chảy sôi động của thủ đô. Hành trình của bia Hà Nội nó cũng phản ánh lịch sử phát triển của thành phố này. Từ thời bao cấp, còn nghèo, khó, chai bia nó rất là hiếm. Thậm chí tôi biết rằng bia rượu có khi còn phải pha đấy, chứ cũng chả nguyên chất đâu. Và gia đình mà có dỗ hay đám cưới mà hoặc là liên hoan mà có một cái can bia, và ngày xưa là tôi còn nhớ là những cái gọi là bom bia, thì trời ơi nó là một niềm vui lớn. Người ta còn thích hơn cả việc là hôm ý ăn cỗ có món gì, và không có thì nó thiếu thốn lắm. Vào mùa thu
thì mình rất thích uống một ly bia Hà Nội. Tự dưng trong mình nó có sự nó phấn khởi, cực kỳ phấn khởi. Có thể uống với cả bạn bè, có khi uống một mình thôi, nhưng mình thấy uống một ly bia trong cái không khí của tiết thời Chư Phu Hà Nội tuyệt vời. Uống bia hơi, chém gió bên bạn bè, giữa trời thu Hà Nội, dường như mọi hối hả, mệt nhọc tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái để ngày mai bắt đầu công việc với nhiều năng lượng tích cực hơn. Được người Hà Nội yêu mến, gắn bó cả trăm năm nay, được khách quốc tế chọn thưởng thức như một hành trình không thể thiếu khi đến Hà Nội. Trong bức tranh đặc tả ẩm thực Hà Thành, bên cạnh gánh hàng rong, bát phở hay bún chả, thì bia hơi luôn là hình ảnh không thể thiếu. Vâng, thưa quý vị, nếu như mà được coi trà đá vỉa hè là cái thú mà chúng ta có thể tranh thủ vào giờ nghỉ trưa, thì bia hơi sẽ là nơi mà chúng ta sẽ lui đến sau những giờ làm việc miệt mài. Và hơn cả một cốc bia với vị men nồng nàn và hương thơm dịu nhẹ, thì màu sắc tươi vàng như thế này ạ, sẽ của những cốc bia thì sẽ được đặt trên những chiếc ghế đẩu. Và người ta uống bia hơi Hà Nội thì còn có cái tâm trạng là để hòa vào cái những cái không gian thân quen, giống như những cái quán quen mà tôi có chia sẻ như lúc nãy. Đó có thể là một góc phố cổ hay là một địa điểm thân quen của mỗi người, dù trời nắng hay là trời mưa, hay là dù tâm trạng của chúng ta dù có đang vui hay đang buồn. Và chúng ta cũng sẽ chẳng phải tìm đến những cái quán bia có điều hòa mát lạnh với những cái giá thành đắt đỏ đâu, mà chúng ta cũng chỉ cần đi trên những cái con phố thôi là sẽ dễ dàng bắt gặp. Tất cả vòng quanh Hà Nội chúng ta sẽ có rất nhiều các cái quán vỉa hè, quán nước với những cái biển treo lên là bia hơi Hà Nội. Vâng, rõ ràng cũng chính nhờ mang đến một cảm giác tự do, tự tại, thoải mái như ở nhà mà người dân của chúng ta có thể uống bia, mặc mọi bộ đồ được không ạ? Từ là đồ trang phục lịch sự, quần tây, áo sơ mi hay thậm chí là những quần đùi áo phông thôi, mặc rất là bình thường, giản dị thì cũng có thể ghé vào một quán bia hơi ven đường, im lặng trầm ngâm hay là thỏa thích cười đùa. Đó là do tính cách của mỗi người. Từ người Việt, bất kể những tầng lớp, thu nhập và gia cảnh, độ tuổi, cho tới những người ngoại quốc, châu Á, châu Âu, khi mà ghé tới Hà Nội thì ai cũng có thể tấp vào quán bia treo biển bia hơi Hà Nội, gọi vài cốc bia vàng óng để hòa mình vào dòng chảy sôi động của thủ đô. Vâng, chị Thùy có thấy rằng là khi mà chúng ta, người Hà Nội của chúng ta có một nét uống bia rất là đặc biệt khi mà chúng ta thưởng thức bia hơi Hà Nội, vừa chậm rãi này, không hề vội vã một chút nào ạ, rất là nhẹ nhàng và rất là dung dị. Và mỗi buổi chiều thì nhiều người sẽ có những cái thói quen, đó là đi ghé vào những quán bia hơi quen thuộc của mình, nhâm nhi những ngụm bia, uống một vài cốc bia mát lạnh để có thể sảng giải khát sau một ngày làm việc dài. Sau đó thì có thể ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại, tận hưởng những cái khoảnh khắc nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Và đó là tôi nghĩ rằng đó là những cái thời gian mà mình thư giãn thật sự đấy ạ. Vâng. Dù là đã xuất hiện từ thời Pháp thuộc, bia hơi thì vẫn tồn tại và phát triển cho tới ngày nay, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Hà Nội. Và không gian thì mới, nhịp sống thị thành thì cũng đã khác. Thế nhưng cốc uống bia và vại bia thì không khác mấy đâu ạ. Cái cách mà người dân Hà Nội thưởng thức bia thì cũng vẫn giữ nguyên như ngày nào. Ngay từ thức màu uống vàng óng, sủi bọt thì cũng vẫn vậy. Chúng ta thấy được một sự giao thoa và hòa nhập giữa truyền thống và hiện đại, từ quá khứ cho đến hiện tại thì vẫn tiếp nối nhau. Và tôi có một điều thắc mắc với chị Trang cũng như là rất là muốn chia sẻ với quý vị khán giả. Một loại cốc mà ai uống bia thì thấy cũng uống và không phân biệt người giàu hay người nghèo, kỹ tính hay dễ tính thì đều chọn lựa cho mình một chiếc cốc như thế này để uống bia hơi. Và cảm thấy rằng khi uống bia hơi đựng trong một chiếc cốc này thì thấy một cảm giác ngon miệng hơn và rất là thích thú chiếc cốc uống bia như thế này. Năm 1974, chiếc cốc vại lần đầu tiên ra mắt thị trường. Ít lâu sau, từ trên bản vẽ, nó được sản xuất đại trà. Và chỉ mất 2 năm, cốc vại đã xâm lấn toàn bộ thị trường Hà Nội. Những người am hiểu về thiết kế cho rằng cốc vại thực sự là một good design. Nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, giá thành rẻ, có công năng tốt, nguyên liệu phù hợp, thiết kế đơn giản, dễ sản xuất. Chiếc cốc được thiết kế chắc chắn, mộc mạc, phù hợp với việc uống bia. Mẫu cốc đơn giản cũng giúp quá trình sản xuất, vận chuyển trở nên thuận lợi hơn. Trước kia cốc vại có dung tích 0,5 lít, miệng cốc loe to để dễ chồng xếp lên nhau. Ngày nay, chiếc cốc thu nhỏ lại, bớt loe hơn, nhưng nhìn chung thiết kế không thay đổi nhiều. Uống bia phải có bạn hiền, có không khí nên phải dùng cốc vại, chạm nhau leng keng mới vui. Chiếc cốc khỏe khoắn
lại có bọt khí vui mắt. Cốc vại làm từ thủy tinh tái chế, vỡ rồi cho vào lò nung lại ra cốc mới, không lo ô nhiễm môi trường. Giá cốc quá rẻ, có vỡ cũng không thiệt hại đáng kể, nên nhà hàng rất yêu thích. Sản xuất dễ, hợp với ngành thủ công cá nhân, xưởng dễ dàng sản xuất. Sự tồn tại qua 4 thập niên của cốc vại cũng là minh chứng cho việc những gì càng đơn giản càng có sức sống lâu bền. Nếu nói về cái cốc bia hơi Hà Nội thì nó phải là cốc thủy tinh được thổi thủ công. Và cái này nó là một nét văn hóa của bia hơi Hà Nội đã được từ các cụ, các ông từ cái thời bao cấp đã sử dụng cái dòng cốc bia thủy tinh mà đã được tái chế. Và chính ra đấy là một cái cũng rất là tốt để mà vừa bảo vệ môi trường. Giải phóng thì nhu cầu uống bia bắt đầu khó xuất hiện nhiều, và nhà máy bia Hà Nội ở Hoàng Hoa Thám bắt đầu nhập cái húp lông của Tiệp ấy mà, và bắt đầu sản xuất bia. Thế và cái nhu cầu uống, bởi vì lúc ấy chả có cái gì, thì chỉ có bia là giải khát, và đấy cũng là cái thứ cực kỳ xa xỉ và cũng là cái mới. Thế là cán bộ công nhân viên, rồi những người lao động, rồi tất cả mọi người cứ sau cái giờ làm việc là thưởng cho mình giải trí bằng uống bia. Tôi cứ theo cái lý thuyết của Bố Hầu, cái tốt là cái đẹp, cái hữu dụng là cái thẩm mỹ, tức là hình thức phải phụ nội dung. Nhất tất cả những sản phẩm về thiết kế đấy, nó chỉ có giá trị khi nó đưa được vào hàng loạt, nó tồn tại được bởi vì thủy tinh tái chế. Nó cứ vỡ rồi đập vỡ hay là hỏng rồi lại nấu lại, hỏng rồi lại nấu lại, nó cứ như một vòng quay mà. Thế và đấy là cái cực kỳ may mắn là mình đã tự nhiên mình đã nằm trong một cái vòng quay mà không bao giờ bị triệt tiêu. Triết lý của tôi là sản xuất thật nhiều, sản xuất thật tốt. Vâng, những hình ảnh về chiếc cốc bia huyền thoại mà Hà Nội 18 giờ vừa gửi tới cho quý vị khán giả thì chắc hẳn là những hình ảnh rất quen thuộc và rất là đặc trưng của bia hơi Hà Nội ạ. Thưa quý vị, chị Thúy có để ý rằng là khi mà cái cốc này ban đầu ấy, nó là một màu xanh, sau đó thì người ta rót bia vào màu vàng vào trong, và cái màu vàng của bia hơi thì lại trộn lẫn với cái màu xanh của chiếc cốc thì tạo nên một cái màu sắc rất là dịu mắt và trông rất là hài hòa. Và khi chúng ta đưa bia lên như thế này ạ, thì chúng ta, quý vị khán giả cũng sẽ tưởng tượng ra rằng trên thành cốc này là rất nhiều bọt khí, giống như là những cái bọt bia đang tan vào trong cái lớp thủy tinh màu xanh nhạt như thế này ạ. Vâng, chị Trang cũng vừa nhắc đến những lớp bọt khí ở phía bên trên cốc thủy tinh này. Và những chiếc bọt khí thì cũng có câu chuyện riêng của nó đấy ạ. Đó là vào khoảng năm 1974 thì họa sĩ Lê Huy Văn là người thiết kế ra chiếc cốc này. Thì ngày đó cốc chỉ được sản xuất thủ công từ thủy tinh tái chế mà thôi. Và do kỹ thuật còn rất là non kém nên vô tình đã tạo ra những lớp bọt khí. Tuy nhiên thì chính sự vô tình này lại khiến một chiếc cốc mang đậm những nét đặc trưng riêng như chúng ta đã thấy. Và cho đến bây giờ thì khi công nghệ chế tạo thủy tinh đã hiện đại hơn trước đây, nhưng các cơ sở sản xuất thì vẫn giữ nguyên những lớp bọt khí trên thành cốc mà chúng ta đã thấy một cốc bia như bây giờ. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng chiếc cốc đặc biệt này nó rất là quen thuộc với người Hà Nội rồi. Nhưng nó cũng sẽ chính là cái điều thú vị cho các du khách khi mà ghé thăm Hà Nội, hoặc là sẽ để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc cho những người lần đầu tiên đến Hà Nội và thử bia hơi Hà Nội. Từ cái phong cách là chúng ta sẽ ngồi ở vỉa hè này, cho đến cái hương vị của bia hơi Hà Nội, cho đến tất cả những cái sự bình dị dân dã của Hà Nội ạ. Vâng, và chị Trang biết không ạ, vị thủ tướng từ nước Úc xa xôi trong chuyến thăm Việt Nam ngày 3 tháng 6 năm 2023 thì cũng không quên dành thời gian để thưởng thức một cốc bia hơi Hà Nội trên một quán bia hơi tại phố Đường Thành. Và ông cũng đã nâng cốc bia hơi lên và rô như một người Hà Nội thực thụ vậy. Và tôi tin chắc rằng có thể ông đã uống bia ở nhiều nơi trên thế giới rồi, nhưng hương vị thơm nhẹ và khó quên của bia hơi Hà Nội cũng như tình cảm đồng ấm của người dân thủ đô thì chắc chắn đã khiến hương vị bia hơi cũng như là khiến cho nguyên thủ quốc gia xứ chuột túi không thể nào quên. Bia hơi sẽ khiến cho người ta cảm giác như là xích lại gần nhau hơn, đúng không chị Thúy? Và những người Hà Nội thì chúng ta sẽ ngồi ở những cái góc phố thân quen, tận hưởng cái không khí uống bia hơi với cả người thân và bạn bè. Còn với du khách thì sao ạ? Du khách thì chúng ta sẽ được nhâm nhi ở một cái trải nghiệm là chúng ta đi du lịch và chúng ta được uống thưởng thức một cái đặc sản của Hà Nội. Và đó, tôi nghĩ rằng đó là một cái trải nghiệm không thể nào bỏ qua.
Và bia hơi thì không chỉ là một loại đồ uống đâu ạ, mà còn là một thứ biểu tượng cho văn hóa ẩm thực của riêng Hà Nội. Và đến Hà Nội thì hãy thưởng thức một cốc bia hơi là một cách để chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp sống của Hà Nội, từ sự hối hả cho đến những phút giây thư giãn bình yên. Chưa đến 4 giờ chiều, nhưng tại Trung tâm Thể thao Ba Đình đã có khá nhiều người cao tuổi xếp hàng mua tích kê uống bia hơi. Với họ, thưởng thức bia hơi không chỉ là một sở thích, một thói quen, mà thành một nét văn hóa, một phần không thể thiếu trong nhịp sống của nhiều người. Quán bia hơi giữ hình thức như thời bao cấp trên phố Quán Thánh đã trở thành một điểm đến quen thuộc của các cụ hưu trí. Họ đến đây không chỉ để uống bia, mà còn để gặp gỡ, trò chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Tôi uống là từ thứ hai cho thứ bảy đều đặn, nhưng mà mỗi hôm là 2 cốc thôi, nó vừa phải. Trước thanh niên thì có thể uống là 3 cốc, mà bây giờ là cái tuổi trên dưới 80 rồi thì 2 cốc rồi. Thực ra là trong công việc trước cái rèn luyện là bia rượu nó là thành một cái thú vui, nhưng mà mình kiềm chế ở cái mức giới hạn cho phép. Từ năm tôi 40 tuổi cho đến bây giờ năm nay đã là 77 tuổi uống bia đều đặn. Có một lần uống ở đây tôi đếm một buổi chiều hết 26 bom bia một buổi chiều, từ 2 giờ cho đến từ 4 giờ chiều cho đến 6 rưỡi. Bia hơi, thức uống được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 19, thành Hà Nội được lòng người Việt hơn cả, nhất là với người dân thủ đô. Người Hà Nội đã xem thức uống này là của riêng mình. Du khách nói đây là món nhất định phải thử nếu có dịp đến Hà Thành. Sự yêu mến dành cho bia hơi Hà Nội một phần đến từ hương vị đặc trưng, một phần do đây là thức uống do người Việt làm ra, tồn tại qua nhiều thế hệ. Những ai từng sống thời bao cấp vẫn nhớ như in cảnh xếp hàng đổi tem phiếu lấy gạo, thịt, xà phòng. Muốn uống bia hơi cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Nhưng ai cũng háo hức chờ đợi để được sở hữu một vài cốc bia. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của ông Tuấn Ngọc. Là cái thời chúng tôi uống thì mua phải xếp hàng cái này này, mua một cốc bia phải kèm hai gói lạc đấy, thì mỗi một lần mua thì chắc là như bọn tôi sinh viên mà tiết kiệm chỉ mới lại xin tiền bố mẹ chỉ được hai cốc thôi, thế nhưng vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm từ cái thời đấy. Tôi ở nước ngoài tôi tham gia như lễ hội bia của Munich chẳng hạn, là Mission đấy. Ví dụ Oktober, bia, mỗi cái thì nó cũng có hương vị đặc trưng của nó. Vì cái chất lượng và cái độ, cái mùi của bia hơi Hà Nội nó khác hẳn các loại bia khác. Đấy, mà tôi cũng chỉ thích bia Hà Nội thôi, bia hơi Hà Nội thôi. Tất cả gặp gỡ bạn bè như đối tác kinh doanh và tiếp khách hàng truyền thống, các anh ấy đều nó muốn về Hà Nội, uống bia hơi Hà Nội và phải uống cái cốc này. Và những nhà hàng cũng không cần phải sang trọng quá để người ta cảm nhận được cái hương vị của Hà Nội, cảm nhận được cái bia Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ đi qua, cốc bia Ba Hào chỉ còn trong trí nhớ, nhưng thương hiệu bia hơi Hà Nội với hơn 100 năm tuổi đã đi vào lòng người và tạo nên một nét văn hóa riêng của người Hà Thành. Ngày nay, đến nhiều tỉnh thành trong nước, nhiều quán xá trưng biển quảng cáo bia hơi Hà Nội. Song, người Hà Nội sành uống chỉ tìm đến các địa chỉ bia hơi Hà Nội trên đất Hà Nội, thưởng thức những cốc bia hơi đúng chuẩn Hà Thành. Hơn cả một cốc bia với vị men nồng nàn, hương thơm dịu nhẹ, màu sắc vàng ươm, bọt bia trắng mịn. Dường như người ta uống bia hơi Hà Nội còn để thưởng vị cả không gian thân quen. Và thưa quý vị, bia hơi Hà Nội thì đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của thủ đô qua hàng chục năm nay. Và trong tâm niệm của người Hà Thành đã trở thành thức uống quốc dân, khi ai cũng dùng được, ai cũng nhớ đến. Những du khách nói thì đây là một món nhất định phải thử nếu có dịp đến thủ đô Hà Nội. Bởi thế thì trong bức tranh đặc tả ẩm thực Hà Thành, bên cạnh những gánh hàng rong, một bát phở hay bún trà, thì bia hơi luôn là hình ảnh không thể thiếu. Dù có đi xa đến đâu hay là trải qua biết bao nhiêu thời gian, thì mỗi lần nhắc về Hà Nội trong lòng mỗi người lại có một cảm xúc rất bồi hồi, khó quên về cốc bia hơi mát lạnh uống cùng bạn bè và người thân.
Vâng, và việc thưởng thức bia hơi thì không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm về hương vị đâu, mà còn là cách để cho chúng ta cảm giác, cảm nhận được cái sự phong phú và đa dạng của ẩm thực Hà Nội. Và trên hết là dù uống bia vào bất kỳ thời điểm nào thì quý vị cần lưu ý và kiểm soát liều lượng. Chúng ta chỉ nên uống nhâm nhi một cách vui vẻ thôi. Và hãy là người uống bia có văn hóa, nhất định là đã uống rượu bia thì không lái xe. Và trong trường hợp thì đã uống bia thì cần phải sử dụng các phương tiện công cộng để có thể đảm bảo an toàn, không vi phạm pháp luật về giao thông. Vâng, giống như tôi và chị Trang ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta đã uống bia thì nhất định sẽ phải đi phương tiện công cộng về nhà. Và tới đây thì Hà Nội 18 giờ của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.